xin chào tất cả anh em. Thưa anh em, bây giờ hôm nay là đầu xuân rồi. Thế mình hôm nay là mình cũng chuẩn bị là khai trương các bạn ạ, khai trương gọi là tay nghề hay là khai xuân đấy, khai xuân. Thì hôm nay thì mình có đến nói về phần khai xuân cho anh em. Là thứ nhất là về cái là thứ nhất là chúc anh em một năm mới là luôn luôn mạnh khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, và chúc anh em đánh được thật nhiều bổi đấy, và tiếp tục ủng hộ mình, tiếp tục ủng hộ kênh của mình này. Thứ nhất là đăng ký và xem video của mình đã, và thứ hai nữa là tiếp tục ủng hộ mình bằng cách là mua lồng chim của mình. Vâng, và chúc toàn thể anh em là mọi điều là chỉ có là khỏe mạnh và gặp nhiều may mắn đấy, làm ăn thì phát đạt nhá đấy, và đặc biệt là chỉ có anh em cho sức khỏe thật nhiều để đi được đi săn bổ ấy. Thế hôm nay thì mình cũng bắt đầu khai xuân, thế nhưng mà mình nói trước với anh em hôm nay về một điều là như này. Thứ nhất là hôm nay là nhà mình đây, ở trong nhà mình đây có cái lồng này của khách đặt. Thế nhưng mà mình nói thật là các bạn ạ, thì có đủ độ sáng không cháu nhỉ, có đủ không? Không thì ra dịch thì ra ngoài này để quay nhá. Các bạn ơi, kia đây, ra ngoài tối quá. Quay ở trong kia thì nó hơi tối các bạn ạ. Đây là một cái lồng của khách mà người ta mua ở đâu ấy mình không biết. Thế nhưng mà đây là nó toàn bộ bằng lan inox, và người ta buộc cái kiểu này của họ nhá. Đấy. Thì các bạn ạ, cái lồng này thì không phải là nhà mình làm. Thế nhưng mà hôm nay là cái lồng này thì mình cũng không chê cái gì cả, bởi vì là cái lồng của người ta làm. Thế nhưng mà sao? Cái lồng của người ta bị rách lưới các bạn ơi. Bị rách lưới. Mình nói vấn đề hôm nay là như nào. Vấn đề hôm nay của mình khai xuân là thế này. Mình sẽ bởi vì là sao, mình sẽ bảo hành cho các bạn, là mình nói rồi là lồng nhà mình làm, mình bảo hành cho các bạn đến hàng tháng luôn, ví dụ là cả đời luôn, cái lồng bảo hành cho các bạn. Thế khi các bạn là mua lồng nhà mình là hỏng lan hay là rách lưới, mình đều đan cho các bạn hết. Thế vì sao lại mình lại thế? Bởi vì là nhà mình làm không phải là vì kinh tế, mà là nhà mình làm vì đam mê các bạn ạ, vì đam mê cho các bạn. Đó, nên là hôm nay có cái vị khách này là mua lồng ở đâu ấy, thế là bị rách lưới, bị chuột nó cắn hay như nào ấy, thế là ông thợ ông làm ra cái lồng này ông lại không đan hộ cho đấy. Thế là coi như là như các bạn là mình đã nói rồi, mua ở chợ ấy thì là các bạn xong, mua xong rồi là thôi nhá. Các bạn mua ở chợ, mua xong rồi là thôi. Ông mua đây, ví dụ là ông ơi, tôi bán cho tôi cái lồng này, bảo ừ đây, bạn cầm đấy đi. Đưa tiền xong là hết. Về hỏng hay là bị gãy lan như thế nào? Kệ khách, đúng không? Đấy, nhưng mà riêng nhà mình này, mua xong như nào là mình toàn phải đan lưới. Ví dụ anh em có hỏng lan hoặc là hỏng lưới hay là vỡ toàn bộ chỗ này đi, mình vẫn có thể là bảo hành cho bạn làm lại như mới cho các anh em. Đấy, và đan lưới lại cho anh em. Đấy, hôm nay mình nói vấn đề là như này này. Nhà mình làm ra đến đâu, bán cho khách xong rồi mình vẫn có trách nhiệm là ví dụ hỏng lưới hay đan hỏng lưới hay là hỏng lan, mình vẫn đan lưới lại và mình vẫn nắp lan lại cho các bạn. Thế nhưng mà chỗ khác ấy, thì là hỏng lưới rách lưới thì là không có ai đan cho các bạn, không có ai thay lan cho các bạn, nên mới dẫn đến tình trạng là đến nhà mình nhờ mình đan lưới lại cái lồng này. Nếu mà không bị hỏng lưới, bị hỏng lan thì lại nhờ mình thay lan thôi. Đấy, có khách, có cái cửa hàng nào nó bán hàng như thế đâu. Ông mua xong rồi là thôi, nó không sửa cho ông đâu, mà sửa ông mất tiền nhá. Còn nhà mình không mất tiền. Đấy, thế nên là hôm nay khai xuân, với cả bây giờ mình xin giới thiệu cho các bạn cái chỗ lô lồng mới nhà mình làm. Đấy, mình giới thiệu cho bạn thế nhá. Đấy, bây giờ mình sẽ cất cái lồng này đi. Đấy. Bây giờ mình sẽ cất cái này đi nhá. Đấy. Và đây các bạn ơi, chú mình bắt đầu là khai xuân đây các bạn ơi. Đây, chú mình đang lắp lan cho cái những chiếc lồng mới. Đây là làm sẵn, phải làm sẵn cái lồng tre này các bạn ạ. Làm sẵn lồng tre này để cho anh em coi như là đến mùa rồi. Đấy, và đi bẫy. Đấy. Thì nhà bây giờ là hiện tại là nhà mình là bây giờ là hết lồng rồi. Đấy, nếu như mà mình mà làm coi như là
không chất lượng ấy thì lòng bao giờ cũng ế và cũng sẽ có rất nhiều lòng để lại. Thế nhưng mà nhà mình ấy làm là làm đến đâu là bay hết lòng đến đấy, không có cái nào ở nhà cả. Đây là làm sẵn các bạn ơi, đây là làm sẵn 4 cái này đã, mỗi loại một tí một tí. Đấy, hôm nay bắt đầu khai xuân ấy, thì là mình sẽ làm này. Đấy, và nhà bao giờ cũng phải làm sẵn những cái hàng gọi nhà là hàng từ 500.000 là hàng 500.000, hàng bình dân cho anh em đấy. Nhà mình bình dân nhất là cái 500.000 nhớ các bạn nhé, không có cái nào rẻ cả. Đấy, còn những cái bạn mà xem cái lồng dài, lồng riếc các thứ hồi xưa ấy, là cách đây hàng mấy năm rồi thì nó mới có cái giá như thế, nhưng mà bây giờ nó sẽ không có cái giá như thế đâu các bạn ạ. Đấy, và bây giờ là lồng nhà mình là nó như này các bạn nhá. Đấy, thì là tình hình là như thế. Đấy, và làm lan làm riếc các thứ là toàn tự vót tay thôi các bạn ạ. Đấy, chứ không có cái máy móc nào cả. Đấy, mình quay cho các bạn này. Đấy, nhưng mình chỉ có máy khoan mấy cái các thứ thôi, làm gì có cái gì đâu, toàn là vót tay vót riếc các thứ thôi. Đấy, dao riếc các thứ rồi đầy đủ sẵn đồ đây để làm, chuẩn bị làm cho anh em cái năm 2021 này cho các bạn. Đấy, và làm đến đâu thì mình bán cho khách rồi mà mình có trách nhiệm đến đấy. Đấy, thì từ khi gửi hàng cho anh em và phải đánh bẫy đánh được con chim là mình bảo hành. Đấy, thế nên là mình nhà mình làm đến đâu hết đến đấy, nên là đây là phải làm sẵn này, không đến mấy hôm nữa là vào mùa rồi, mà mùa này cũng vào mùa rồi các bạn ạ. Chim bây giờ chim nó đang đi gọi là nó đang đi ghép đôi các bạn ạ, tầm này ghép đôi. Còn chim khuyên thì bây giờ nó cũng đang đi đánh nhau, đi phân chia địa bàn đấy. Là buổi sáng các bạn ấy tầm tháng 2 này là bắt đầu nó líu ác này, buổi sáng ngủ dậy thấy nó líu ác. Đấy, nên là nhà mình làm nhiều lúc là nó cũng không kịp, nên là phải làm một số các cái lồng có sẵn như lồng tre và lồng canh trâu. Hiện tại hôm nay thì mình làm lấy 4 cái lồng lồng tre. Đấy, thì là lồng tre trước, sau đó sẽ làm ít lồng canh trâu cái và để đấy hàng đi liên tục. Đấy, nên là không có thời gian phục vụ cho anh em. Nên anh em nào muốn mua thì cứ đặt tiền trước và mình sẽ làm cho anh em khi mình đã nhận được tài khoản mình nổ. Đấy. Và bây giờ thôi thì như này nhá. Mình sẽ kết thúc clip ở đây và chúc anh em một năm mới là thật nhiều sức khỏe. Đấy, mình thông báo thế nhá. Thôi xin chào anh em.